Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 2 và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 2 trang 122 bài 1 phần 5. 1 phần 5 được viết là 1 gạch ngang 5. Thì đầu tiên chúng ta có một hình vuông. Hình vuông này được chia đều thành 5 phần bằng nhau. 1 2 3 4 5. Hình vuông được chia đều thành 5 phần bằng nhau chúng ta lấy một phần thì được là 1 phần 5 hình vuông. Chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau, lấy một phần được 1 phần 5 hình vuông. 1 phần 5 viết là 1 phần 5. Bây giờ mời các em vào phần bài tập. Đầu tiên các em làm bài tập số 1 đã tô màu 1 phần 5 hình nào đầu tiên chúng ta xét hình a hình a được chia đều thành 5 ô vuông bằng nhau trong đó tô màu một ô vuông như vậy các em có thể hiểu là hình a được chia đều thành 5 phần bằng nhau và tô màu một phần như vậy là đã tô màu 1 phần 5 hình A. Tiếp theo các em sang hình B hình B là một hình tròn được chia đều thành 1, 2, 3, 4, 5, được chia đều thành 5 phần bằng nhau và đã tô màu 2 phần. Như vậy, không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 hình tròn được. Tiếp theo, chúng ta có hình C. Hình C được chia đều thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình C được chia đều thành 6 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Như vậy không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 của hình C được. Các em nhớ là chia đều thành 5 phần bằng nhau và tô màu 1 phần mới có thể nói là đã tô màu 1 phần 5. Ở đây hình C chia đều thành 6 phần bằng nhau. Và tô màu 1 phần. Như vậy không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 hình C được. Tiếp theo chúng ta sang hình D. Hình D là một ngôi sao được chia đều thành 5 phần bằng nhau. Ngôi sao có 5 cánh. Ngôi sao được chia đều thành 5 phần bằng nhau. Và tô màu 1 phần. Như vậy có thể nói là đã tô màu 1 phần 5 hình D. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Hình nào đã tô màu... 1 phần 5 số ô vuông. Đầu tiên chúng ta xét hình A. Hình A được chia đều thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là 2 ô vuông. 1, 2, 3, 4, 5. Hình A được chia đều thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là 2 ô vuông. Trong đó người ta tô màu 2 ô vuông, tức là đã tô màu 1 phần chia đều thành 5 phần bằng nhau và tô màu một phần. Như vậy có thể nói là hình A đã tô màu 1 phần 5 số ô vuông. Hoặc em có thể giải theo cách khác như sau. Nếu hình A có 1 phần 5 số ô vuông được tô màu, thì tổng số ô vuông của hình A phải gấp 5 lần số ô vuông được tô màu. cụ thể ở đây hình nha có tổng số ô vuông là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hình nha có tổng số ô vuông là 10 tức là hình nha có tất cả là 10 ô vuông trong đó có hai ô vuông được tô màu nếu hình nha có 1 phần 5 số ô vuông được tô màu thì tổng số ô vuông của hình nha phải gấp 5 lần số ô vuông được tô màu tức là các em lấy tổng số ô vuông của hình A là 10 chia cho số ô vuông được tô màu là 2, 10 chia 2 bằng 5. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định là hình A có 1/5 số ô vuông được tô màu. Tiếp theo các em sang hình B. Ở đây hình B được chia đều thành 1 2 3. Hình B được chia đều thành 3 phần bằng nhau. Trong đó mỗi phần là 1, 2, 3, 4, 5. Hình B được chia đều thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 5 ô vuông. Và ở đây có 5 ô vuông được tô màu, tức là có 1 phần được tô màu. Hình B được chia đều thành 3 phần bằng nhau và có 1 phần được tô màu. Như vậy chỉ có thể nói là đã tô màu 1 phần 3 hình B, chứ không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 hình B được. Hoặc các em có thể giải theo cách thứ hai là các em lấy tổng số ô vuông của hình B là 15 ô vuông. 15 ô vuông. Các em chia cho số ô vuông được tô màu là 5. Tổng là 15 ô vuông chia cho số ô vuông được tô màu là 5. 15 chia 5 bằng 3. Như vậy là tổng số ô vuông của hình B gấp 3 lần số ô vuông được tô màu của hình B chứ không phải là gấp 5 lần. Tiếp theo các em sang hình C. Hình C được chia đều thành 1 2 3 4 5. Hình C được chia đều thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là 3 ô vuông, trong đó có 3 ô vuông được tô màu, tức là hình C được chia đều thành 5 phần bằng nhau và có một phần được tô màu. Như vậy có thể nói là hình C đã tô màu 1 phần 5 số ô vuông. Hoặc các em có thể giải theo cách thứ hai là lấy tổng số ô vuông của hình C là 15 chia cho số ô vuông được tô màu là 3. 15 chia 3 bằng, bằng 5. Như vậy là tổng số ô vuông của hình C gấp 5 lần số ô vuông được tô màu. Hay nói ngược lại là hình C đã tô màu 1 phần 5 số ô vuông. Tiếp tục kêu sang hình D. Hình D được chia đều thành 1, 2, 3, 4. Hình D được chia đều thành 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là 5 ô vuông. Như vậy không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 số ô vuông của hình D được. Chia đều thành 4 phần đã tô màu 1 phần. Như vậy không thể nói là đã tô màu 1 phần 5 số ô vuông của hình D được. Hoặc các em có thể giải theo cách thứ hai là lấy tổng số ô vuông của hình D là 20 ô vuông chia cho số ô vuông được tô màu là là 5, 20 chia 5 bằng 4. Như vậy là tổng số ô vuông của hình D gấp 4 lần số ô vuông được tô màu của hình D chứ không phải là gấp 5 lần. Tiếp theo em sang bài tập số 3, hình nào đã khoanh vào 1/5 số con vịt nó có hình A và hình B thì như đã phân tích ở bài tập trước hình được khoanh vào 1 phần 5 số con vịt có nghĩa là tổng số con vịt của hình đó phải gấp 5 lần số con vịt được khoanh đầu tiên em xét hình nha hình nha có tổng số con vịt là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tổng số là 10 con vịt và có hai con vịt được khoanh như vậy em lấy 10 chia 2 kết quả đúng bằng 5. Tổng số con vịt gấp 5 lần số con vịt được khoanh. Hay nói cách khác là hình A đã khoanh vào 1 phần 5 số con vịt. Còn hình B thì sao? Hình B cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng có 10 con vịt. Tổng số con vịt của hình B là 10 con. Số con vịt được khoanh là 5 con. Các em lấy 10 chia 5 bằng 2. Như vậy là tổng số con vịt gấp 2 lần số con vịt được khoanh chứ không phải là gấp 5 lần. Như vậy ở đây các em trả lời là hình A đã khoanh vào 1 phần 5 số con vịt. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Đừng quên truy cập vào trong web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn Toán lớp 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.